và nhà báo Lưu Dân một lần nữa rất hân hạnh được trở lại với quý vị khán giả của Vietfay TV trong chương trình Thời sự nước Úc của Đài truyền hình Vietfay TV ngày hôm nay. Xin kính chào nhà báo Lưu Dân. Vâng, xin chào Kim Hoàng và xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau một tuần lễ có vẻ như êm ấm tại Quốc hội, thì trong tuần lễ thứ nhì, một cái sự kiện mà có lẽ thưa nhà báo Lưu Dân cũng đã khiến cho Thủ tướng Malcolm Turnbull đang rất là đau đầu. Và mặc dù thì hiện tại bây giờ Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn đang trong cái kỳ nghỉ lễ, không biết là cho tới ngày hôm nay thì đã trở về để làm việc chưa, bởi vì để mà giải quyết những cái sự kiện ồn ào này về vấn đề Bộ trưởng Y tế Susan Lee đã bị chỉ trích về những vấn đề không rõ ràng trong những cái chuyến đi công tác. Và cuối cùng thì vào ngày 9 tây tháng 1 vừa qua thì bà cũng đã quyết định là tạm thời từ chức để mà chịu cái sự điều tra của Quốc hội. Và trong cái thời gian từ chức này đó thì bà cũng tuyên bố là sẽ không có ăn lương. Thì không biết là nội tình nó đi thế đâu, thưa nhà báo Lưu Dân. Thưa quý vị, như Kim Hoàng vừa nói thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng vẫn còn đang ở trong cái thời gian nghỉ lễ. Nhưng mà chắc là đầu óc chắc cũng không có thảnh thơi được rồi. Các chính trị gia không bi nào mà cái đầu óc nó thảnh thơi được, thưa cô. Tại vì họ lãnh lương, và mặc dù là trong cái thời gian nghỉ lễ nhưng mà vẫn phải thường xuyên có những cái liên lạc với lại cái đơn vị bầu cử của mình, hoặc là những cái công vụ của mình trong ăn chơi mà không quên nhiệm vụ đó, phải đúng không? Rồi. Nhưng mà ông thủ lãnh đối lập là Bill Shorten đã đưa ra một cái lời kêu gọi yêu cầu ông thủ tướng trở về làm việc sớm để mà giải quyết một cái mà họ mô tả là một cái khủng hoảng nhân sự trong nội các của chính phủ. Thưa quý vị, bà Susan Lee là một nhân vật có thể nói là khá là cố cán ở trong chính quyền Malcolm Turnbull. Chính quyền của Malcolm Turnbull. Bà là một cái người gốc Nigeria. Rất là ngạc nhiên khi mà chúng ta qua cái vụ việc này rồi thì mới tìm hiểu thì mới biết gốc gác thật sự của bà là từ Phi Châu. Còn hơn thế nữa, bà là một nữ phi công nữa. Vâng, bà là một nữ phi công trước khi bước vào chính trường vào năm 2001. Tức là từ đó đến nay bà đã hoạt động trong cái Quốc hội liên bang được hơn 16 năm. Và từ năm 2013, 14 gì đó thì bà được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế. Bộ trưởng Y tế, thưa quý vị, trong nội các chính phủ thường thường là một cái chức vụ rất là quan trọng. Khác với những cái đất nước mà có những cái chiến tranh hoặc là xung đột vân vân á, thì ở những cái nước thanh bình như Úc này đó, những cái bộ trưởng như là giáo dục, y tế, xã hội vân vân á, là những cái người mà có thể bị trở thành những cái đối tượng tấn công nhiều nhất, bởi vì họ là những cái người trực tiếp chăm lo cái đời sống cho dân chúng. Và vì vậy khi mà có một cái sự lạm dụng về cái gọi là những cái đặc quyền của các cái bộ trưởng trong khi công tác đó, thì đây là những cái vấn đề nó luôn luôn nó tạo ra những cái cơn phẫn nộ ở trong dân chúng. Bởi vì nếu mà chúng ta so sánh với lại cái mức lương trung bình của một cái người bình thường làm việc bây giờ là khoảng cỡ 60-70 ngàn một năm gì đó, thì cái mức lương bộ trưởng nó lên đến có thể là 250-270 ngàn một năm. Và như vậy so với một cái mức sống bình thường của người dân thì cái số lương này nó tương đối nó tạo một cái điều kiện thoải mái và nói là dư giả thì có thể là không dư giả lắm nếu mà so với cái cuộc sống và những cái nhu cầu của họ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, họ đã có một cái mức lương gấp 2, gấp 3 lần những cái người trung bình. Và những cái việc mà nó có tính cách không có minh bạch hoặc là nó bội chi trong số những cái khoản tiền trợ cấp cho các cái công tác phí của họ, thì rõ ràng đây là một cái sự lạm dụng chức vụ mà khó có người nào có thể biện minh được. Đây không phải là trường hợp đầu tiên và có lẽ cũng không phải là trường hợp cuối cùng. Nhưng mà vì bà Susan Lee giữ một chức vụ quan trọng và vì cái sự theo dõi khá xích sao của bên đối lập, thì lúc nào cũng vậy thôi. Cho nên nó mới được nêu ra thành cái vấn đề. Và cái sự từ chức của bà Susan Lee, mặc dù có tính cách là tạm thời, và chờ cái kết quả điều tra của Quốc hội, nhưng mà người ta thấy là cái tương lai chính trị của bà có lẽ là không có được tươi sáng lắm trong năm nay. Có lẽ là cái dấu chấm hết nó cũng đang treo lơ lửng ở đâu đó rồi, phải không? Và đã có nhiều cái trường hợp như vậy rồi, sau khi những cái người bị tố giác là vi phạm những cái điều kiện làm việc hoặc là những cái sự
phụ cấp của chính phủ cho cái công tác, những cái chuyến đi công tác của mình đó, thì thường thường họ không trở về cái chức vụ cũ của họ. Nhiều dân biểu cũng như là nghị sĩ khác đã, ngay cả trong liên đảng nữa, cũng đã có những cái lời chỉ trích rất là khắc nghiệt, có thể nói là thậm chí có thể nói là những cái lời tấn công trực tiếp, khiến cho ông Malcolm Turnbull cũng phải rất là đắn đo khi quyết định để bà ngồi ở bên hàng ghế sau, hoặc là tiếp tục duy trì bà trong cái chức vụ Bộ trưởng Y tế. Thẳng thắn mà nói thì trong cái thời gian bà phụ trách Bộ Y tế thì đã có nhiều cái tiến bộ và đã có nhiều cái công trạng lớn. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, với tư cách là một cái người mẫu ở trong một cái định chế chính trị như nước Úc chẳng hạn, thì những cái sai sót đó là những cái sai sót khó lòng biện minh, hoặc là có thể nói rằng là không thể chấp nhận được. Nhưng mà thưa nhà báo Lưu Dân, nhà báo Lưu Dân có thể cho quý khán giả biết cụ thể hơn một chút xíu là những cái sai sót, còn những cái sự xâm phạm của công quỹ nó xảy ra trong cái bối cảnh như thế nào? Thưa quý vị, trong 3 năm gần đây đó, thì bà Susan Lee đã đi lên Brisbane 16 lần. Và trong những cái lần đó thì có những cái lần bà đi hoàn toàn vì cái chuyện nhà, chứ không phải là đi công vụ như những cái tờ khai để mà lấy lại cái tiền cái di chuyển, cái tiền ăn ở v.v. Trong những lần đó thì có 2 lần bà lên Brisbane để đi coi pháo bông. Rất là biết hưởng thụ. Và có một lần bà đi lên đó để mua một cái căn flat sang trọng ở vùng biển, có trị giá đến khoảng $800,000. Và như vậy thì không thể nào bà biện minh được là để lấy tiền của người đóng thuế mà đi trong những cái lần như vậy. Và đó cũng là những cái đối tượng mà Quốc hội sẽ phải làm một cái cuộc điều tra và tường trình lên Thủ tướng trước khi ông quyết định. Dạ, cái đó là những cái chuyến công du nội địa. Ngoài ra những cái chuyến công du nước ngoài của bà hiện tại bây giờ cũng đang bắt đầu được rờ mó tới, và những cái chi phí nó so với những cái vị bộ trưởng khác đi công tác nước ngoài trong cùng một thời gian, thí dụ như khoảng một tuần lễ, thì nó có một cái sự chênh lệch rất là lớn. Vâng, rõ ràng là như vậy rồi, bởi vì theo cái quy định của chính phủ là các bộ trưởng thường thường đi ngoại quốc, và ngay cả trong những cái chuyến bay nội địa nữa thì họ đi business class, tức là cái hạng thương gia dành cho họ. Đây không phải là một cái chuyện gì nó quá đáng, nhưng mà khi mà bà liệt kê ra những cái mục chi tiêu ở trong cái chuyến đó, người ta thấy lên đến $40,000 chẳng hạn trong vòng một tuần. Yeah. Trong khi đó cũng có một bộ trưởng khác đi cúng công trong cùng thời gian khác đó và cũng cùng đến Hoa Kỳ chẳng hạn, thì nó chỉ có $10,000 mà thôi. Yeah. Và vì vậy người ta đặt ra câu hỏi là bà có phung phí ngân sách quốc gia, có phung phí cái tiền của người đóng thuế nhiều lắm hay không trong một cái khoảng thời gian như vậy, và những cái kết quả bà đạt được trong các cái lần công du như vậy thì có biện minh được hay là có giải thích được những cái kết quả mà bà mang lại hay không. Tôi thí dụ nếu mà tôi đi đến đây ông gặp ông tổng thống Obama đi chẳng hạn, tôi không phải là những người như vậy, nhưng mà những cái chi phí đó nó có thể biện minh được, bởi vì nó nhằm những cái mục đích khác, và có thể là những cái lý do về bí mật quốc phòng, những cái lý do về giao thương hai nước vân vân á, thì nó có những cái chi phí mà người ta không cần liệt kê và phải được, dĩ nhiên là phải được Thủ tướng chấp nhận rồi. Nhưng mà đằng này nó không phải mang một cái tầm vóc lớn lao như vậy, hoặc là nó không mang về những cái kết quả cụ thể mà bà đã có thể báo cáo cho dân chúng Úc rằng là tôi đã đạt ký kết được những cái này cái khác vân vân. Dù thế nào chứ chăng nữa thì cái sự chênh lệch quá xa cách giữa hai vị bộ trưởng. Nó cũng không thể nào mà thuyết phục được người khác tin rằng là bà sử dụng đúng mức cái số tiền của người dân đóng góp. Thật sự nếu chúng ta so sánh lại cái trường hợp của bà Pauline Bishop, là khi đó thì bà đã phải từ chức chỉ vì $4,000 cái tiền di chuyển bằng máy bay thôi, cho một lần di chuyển. Còn đằng này nhà báo Lưu Dân vừa mới nói là với trường hợp của Bộ trưởng Y tế Susan Lee là qua hơn 16 lần đi Brisbane cho những cái công cụ đó, kể cả những cái lần di chuyển ra ngoại quốc, thì chúng ta cũng thấy được cái cơ hội mà để tiếp tục ở lại cái chức vị bộ trưởng nó khá là mong manh. Nhưng mà có thể nói là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì cũng có người thắng và kẻ thua. Thì trong cái hoàn cảnh này thì Kim Hoàng nghĩ rằng người được lợi nhất là bộ trưởng Arthur Sinodinos, đúng không ạ? Ông đã được đề cử để thay thế cho bà Susan Lee tạm thời. Tại vì cô Kim Hoàng có nhắc đến trường hợp của bà Bishop, cho nên có thể là tôi phải nói thêm một chút xíu. Bà Bishop lúc đó là chủ tịch quốc hội. Yeah. Bà dùng một cái chiếc trực thăng để tham dự một cái buổi họp của đảng tự do.
Và thưa quý vị, cái buổi họp của Đảng Tự do không phải là công vụ của chính phủ, và sử dụng gần 4.000 đô la để đi một chuyến trực thăng, trong khi bà có thể đi xe hơi, thì rõ ràng nó không có lý nào để mà người dân phải trả cho cái món tiền như vậy, mặc dù nó rất là vỏn vẹn là chỉ có 4.000 đô la mà thôi. Thì rốt cuộc cái kết quả của chuyện đó là như thế nào? Bà Bishop bị mất chức chủ tịch quốc hội. Và cái trường hợp của bà Susan Lee này nó có thể là nó nghiêm trọng hơn, nó nặng nề hơn. Và người ta sẽ không ngạc nhiên lắm nếu mà trong năm nay bà không trở lại cái ghế bộ trưởng y tế. Liên quan đến thượng nghị sĩ Arthur Sidonius, một cái nhân vật mà có thể là việc Face TV cũng đã khá quen thuộc trong những lần ông đến đây tham dự những cuộc phỏng vấn hoặc là trình bày hoặc là vận động bầu cử vân vân. Thì ông Arthur Sidonius này được chỉ định thay thế chức vụ Bộ trưởng Y tế tạm thời cho đến khi mà có cái cuộc điều tra của Quốc hội. Và dĩ nhiên cái chuyện tạm thời trong chính trị có thể là 1-2 ngày. Và có thể là vĩnh viễn. Có thể là đến cuối nhiệm kỳ. Vâng, thưa kính thưa quý vị, đó là những gì đã gây ra sóng gió tại Quốc hội trong những ngày vừa qua, và đặc biệt nhất là đã khiến cho Thủ tướng Malcolm Turnbull rất là đau đầu khi mà liên tục những cái vị bộ trưởng trong chính quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull kể từ khi ông lên nắm quyền vào ngày 2 tháng 7 cho đến nay thì nó đã liên tục có những sự thay đổi lớn lao, và cũng là một cái cơ hội để mà Đảng Lao động lại đại tấn công tiếp những cái gây thêm nhiều khó khăn cho ông Malcolm Turnbull trong những ngày đầu năm. Khó khăn thì trong chính trị lúc nào cái người cầm quyền cũng khó khăn hết cô, bởi vì họ là cái đích nhắm của những cái đòn tấn công của bên phía đối lập, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh bây giờ ở Hạ viện, tức là cái nơi mà cử ra cái khi mà cái đảng có cái đa số trong Quốc hội thì nắm quyền đó. Thì chúng ta phải nhớ rằng là Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ có một ghế mong manh mà thôi. Và nếu mà vì bất cứ một lý do gì mà một ghế đó hoặc là người bộ trưởng từ chức hoặc là bị khiếm khuyết vì một cái lý do bất hiển dụng nào đó thì sẽ có một cuộc bầu cử bổ sung. Và nếu chẳng may mà bên Liên đảng cầm quyền bị thua cái đó thì chưa chắc là Đảng Lao động bị lên cầm quyền đó, bởi vì còn có một vài dân biểu độc lập khác nữa. Thì có thể là cái tình hình nó sẽ khác đi nhiều, và chính phủ sẽ phải thỏa hiệp với những cái dân biểu độc lập đó để về phía mình, để mà có một cái đa số để tiếp tục cầm quyền. Còn nếu không thì cái tình hình nó sẽ lật ngược trở lại. Cái ván cờ nó sẽ không có cái bàn cờ chính trị, nó sẽ có nhiều biến chuyển. Vâng, đó là những gì mà đã xảy ra cho Bộ trưởng Y tế Susan Lee trong những ngày đầu năm 2017. Và kính thưa quý vị, một trong những cái dữ kiện mà chúng ta cũng biết vào cuối năm 2016, chắc lẽ là vào tuần lễ cuối cùng của năm 2016, thì Centrelink đã gửi ra những cái bức thư đòi nợ. Mà chúng ta cũng biết là Centrelink đã tuyên bố là tất cả những cái hệ thống của Centrelink đã được thay đổi, và tất cả những cái thư đòi nợ đó là đã được gửi trực tiếp cho khách hàng nhưng mà qua hệ thống máy móc hoàn toàn. Và chính cái thư gửi ra đó thì nó có rất là nhiều những cái sai sót. Cũng có người đang mắc nợ Centrelink đã được yêu cầu để trả nợ. Tuy nhiên cái con số nó có thể là không chính xác. Ví dụ như chúng ta đang thiếu nợ khoảng 1.000, nhưng mà khi cái thư gửi ra thì cái món tiền nó đòi lớn hơn 1.000. Và nó đã gây cho cái đời sống tinh thần của những người nhận được những cái thư đó bị xáo trộn. Và hiện tại bây giờ thì Commonwealth Ombudsman đã vào cuộc để mà mở một cái cuộc điều tra chính thức. Và đây cũng là một cái đòn giáng thứ nhì cho Thủ tướng Malcolm Turnbull trong những ngày đầu năm, phải không, thưa nhà báo Lưu Dân? Như Kim Hoa đã nói thì cái văn phòng của Tổng Giám sát của Liên bang đó đã bắt đầu vào cuộc, tức là điều tra thử xem là những cái lời khiếu tố đó có đúng sự thật hay không, và nếu là đúng thì nó xảy ra vì nguyên nhân nào, vân vân. Cuối năm ngoái, chúng ta cũng được nghe chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã công bố một cái gọi là cái cách mạng hóa hệ thống hành chính của các cái bộ ở trong chính phủ, mà cái bộ quan trọng nhất, tiếp xúc nhiều nhất với cái bộ chúng. Mà chi tiền nhiều nhất là Centrelink. Là Centrelink. Thưa quý vị, thì từ khi mà vận hành cái hệ thống gọi là chi trả tự động hoặc là những cái giao tiếp với khách hàng bằng máy computer đó, thì nó có nhiều cái lỗi, mà nhiều cái lỗi này là lỗi có tính cách kỹ thuật chứ không phải là lỗi do con người. Vì chúng ta đều biết là hàng tuần hoặc là hàng tháng Centrelink gửi ra hàng trăm ngàn cái lá thư chứ không phải chỉ là
17.000 thư đòi nợ như thế này đâu. Cho cái mà được đính chính không phải là 17.000 mà là 170.000. Và trong những cái trường hợp đó thì dĩ nhiên là đa phần là nó đúng chứ không phải là nó dạ. sai, nhưng mà có lẽ vì cái hệ thống nó chưa được hoàn hảo và cái sự kiểm tra chéo, tức là cái sự đối chiếu giữa các cái con số về lợi tức mà những cái cá nhân nộp cho sở thuế hoặc là những cái điều kiện để được nhận lãnh những cái khoản trợ cấp thất nghiệp nó không có được chính xác. Và do đó thì nó đã có những cái sai lầm như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, thưa quý vị, nếu mà quý vị biết rằng là mình không có gian dối gì, hoặc là mình chỉ mắc nợ vài trăm bạc hoặc là gì đó, nhưng mà đùng một cái mình gửi được một cái thư với lời lẽ có tính cách khá hăm dọa. Dạ vâng, cái vấn đề là này là cái lời lẽ, cái nội dung của cái thư gửi ra đã làm cho nhiều người bất mãn. Không những họ bất mãn không đâu, mà nói theo cái danh từ bây giờ là họ bức xúc dữ lắm. Và trong những cái người nhận thư đó, kính thưa quý vị, có những cái người luật sư trẻ rất là nổi tiếng và rất là thành công. Họ đã lãnh những cái tiền an sinh xã hội trong thời gian họ còn đi học. Thì hiện tại bây giờ thì không biết là họ đã trả hết chưa, nhưng mà họ là những người biết luật rất là rõ ràng. Vâng. Nó có vài cái thành phần mà nhận được những cái thư này. Thứ nhất là những người nhận trợ cấp hưu dưỡng chẳng hạn, tuổi tiền già, hoặc là những cái người nhận được trợ cấp thất nghiệp chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng là những cái khoản mà được trợ cấp này đó thì nó căn cứ trên cái lợi tức hàng năm của từng người, và trong mỗi một giai đoạn đó, có thể là trong 6 tháng đầu tôi không có việc làm và tôi nhận được cái trợ cấp thất nghiệp chẳng hạn, nhưng mà 6 tháng sau thì tôi có việc làm, và như vậy thì so với lại tổng thu nhập hàng năm của tôi thì tôi không được lãnh cái phần đó. Nhưng mà đùng một cái thì tôi bị đòi nợ luôn cả một cái thời gian dài như vậy. Dạ. Thì rõ ràng là nó có gây ra những cái căng thẳng hoặc là những những cái trạng thái mà hơi bị depressed một chút xíu về mặt tâm lý, tâm thần. Thì nó cũng gây ra một nhiều cái khó khăn cho họ trong cái đời sống. Bởi vì họ muốn trở thành, nếu mà họ muốn trở thành những cái công dân lương thiện, khai báo đàng hoàng, thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đằng này họ đã làm chuyện đó, nhưng mà vẫn có những cái áp lực, và đặc biệt là người ta khá chỉ trích về những cái ngôn từ được sử dụng ở trong đó. Nó có tính cách giống sao như là đen quá, phải không nếu ạ? Mà một phần nào người ta cũng có thể là mô tả như vậy. Yeah. Nếu mà bạn không thanh toán với chúng tôi sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Vâng. Yeah. Thì rõ ràng nó không có phải là một cái điểm son ở trong cái hệ thống gọi là cách mạng hành chính của chính phủ Turnbull. Và câu hỏi này cũng là câu hỏi cho Bill Shorten lên tiếng để mà chỉ trích chính phủ Malcolm Turnbull. Phe đối lập luôn luôn giống như là một cái con hổ nó rình mồi vậy đó. Và mỗi một lần mà có một cái sơ sót nào đó thì nó sẵn sàng nó vồ ra nó chụp. Nó chụp trúng hay không là cái chuyện khác. Nhưng mà phải la làng lên cho người ta biết. Và cái điều đó nó tốt cho một cái nền dân chủ, bởi vì không phải chính phủ muốn tự tung tự tác gì cũng được và lúc nào cũng được, mà họ phải luôn luôn biết rằng là có kẻ đang rình mò mình. Và vì vậy khiến họ phải làm việc một cách tốt hơn, một cách hữu hiệu hơn và chính xác hơn. Và đó là cái nguyên nhân của cái vấn đề mà gây ra những cái căng thẳng, hoặc là ít ra là cái sự nhức đầu của ông Malcolm Turnbull trong những ngày tới khi mà quốc hội trở lại. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong số 170.000 lá thư đã được gửi ra từ Centrelink thì chắc chắn là không ít thì nhiều khán giả của Vietfay TV cũng có vài người đã nhận được. Và nếu mà chúng ta cảm thấy rằng những cái con số ghi trong cái thư đòi nợ đó mà không chính xác thì chúng ta rõ ràng có thể khiếu nại, và đừng có vội vã lo sợ hoặc là có một cái cảm giác gì đó mà hãy mạnh dạn khiếu nại với Centrelink và đối chứng lại với những cái thông tin mà chúng ta đã cung cấp để mà correction, có nghĩa là để mà là hoàn chỉnh lại cái con số mà chúng ta cần phải trả cho Centrelink. Đó cũng là cái lời khuyến cáo của cái gọi là văn phòng giám sát của liên bang, tức là Ombudsman Federal, để có thể giải tỏa đi những cái nỗi sự căng thẳng hoặc là giận dữ của mình về những cái sai lạc đó. Yeah. Thưa quý vị, cái chuyện mà sai lầm hay là những cái lỗi các cái hệ thống hành chính mà điều hành bởi những máy tính đó, thì nó đã có và chắc chắn là nó sẽ còn tiếp diễn chứ không phải là không, bởi vì ngay cả con người cũng không thể mà làm việc một cách hoàn chỉnh và hoàn toàn không có lỗi được.
Tuy nhiên ông Malcolm Turnbull cũng khẳng định rằng đó là cái con đường phải đi tới. Nó có thể có những cái sai sót lúc mục đầu. Đích thu hồi lại rất là nhiều, và nhiều tỷ đô la. 4 tỷ đô la sẽ được thu hồi nếu mà căn cứ trên cái tính toán của Centrelink, căn cứ trên những cái con số mà Centrelink cũng như là chính phủ được cung cấp hay là ước định. Thưa quý vị, 4 tỷ đô la đối với từng cá nhân của chúng ta thì có thể là một con số khổng lồ ha. Và chúng ta sẽ không bao giờ với tới. Cũng có thể không? Lát nữa tôi nói. Nhưng mà rõ ràng là một cái con số cũng đáng kể đối với một cái ngân sách đang hết sức là ngặt nghèo của chính phủ bây giờ. Và một trong những mục đích khác mà ông Turnbull nhắm tới là kiện toàn cái hệ thống hành chính để nó có thể hoạt động một cách nhanh chóng hơn, hữu hiệu hơn, chính xác hơn, v.v. Chúng ta cũng có thể lấy lại một cái thí dụ như là trong cái kỳ kiểm tra dân số vừa rồi chẳng hạn, chỉ vì một cái sự trục trặc của computer mà cả cái cuộc kiểm kê dân số nó phải bị đình chỉ mấy ngày. Và có thể là cái con số cuối cùng nó không được chính xác nữa là khác. Và do đó chúng ta đang trên một cái con đường vừa học vừa sửa, như là lời của ông Turnbull nói là nhưng mà dù muốn dù không, theo những khuynh hướng mới, những cái kỹ thuật mới thì rõ ràng nó càng ngày nó sẽ càng được hoàn thiện hơn và nó sẽ tiết kiệm chi phí cho chính phủ rất là nhiều trong cái việc thuê mướn nhân viên, nó cũng sẽ thu hồi lại được những cái khoản tiền trội chi, vân vân. Cũng nên nhắc lại một điểm khác mà có thể là nhiều người không nói tới, nhưng mà nếu mà chính phủ trả sai cho bạn mà thấp dưới cái mức mà bạn đáng lẽ được hưởng, bạn có thể đòi lại. Có nghĩa là nó là hai chiều chứ không phải là một nhưng chiều. Mà dường như là cái nhưng mà chiều cái đó kia thì nó rất là nó rất là mong manh, hầu như là cơ hội đó không có. Bởi vì mỗi một phần nay khi mà chúng ta nhận tiền mà nếu ít là chúng ta đã khiếu nại ngay lúc đó rồi chứ không có đợi tới bây giờ mới khiếu nại đâu. Và kính thưa quý vị, như nhà báo Lưu Dân cũng nói, con người của chúng ta cũng đôi khi cũng sai lầm và máy móc cũng vậy, cũng đôi khi cũng đã có những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Mặc dù vậy thì Đảng Lao động thực sự rằng ngay bước đầu cũng đã ủng hộ cái kế hoạch thu hồi ngân sách này của chính phủ Malcolm Turnbull, chứ không phải là một sớm một chiều. Cái này đã đưa ra dưới thời của Tony Abbott. Vâng, cái điều này ông Bill Shorten cũng công nhận như vậy chứ không phải là không. Là mọi một cái hướng biện pháp chính nhằm tiết kiệm công chi cũng như là tạo cái sự công bình trong cái hệ thống an sinh xã hội đều được hoan nghênh và được Đảng Lao động ủng hộ. Nhưng mà Đảng Lao động không ủng hộ cái sự sai lầm. Và do đó thì Đảng Lao động chỉ ủng hộ những cái sự tuyệt đối mà thôi, nhưng mà trên đời này thì lại không có cái gì là tuyệt đối hết, phải không thưa nhà báo Lưu Dân? Vâng. Và kính thưa quý vị và nhà báo Lưu Dân, thì hồi vừa tức thì nhà báo Lưu Dân có nói là sẽ cho chúng ta biết về một cái con số gì đó mà có thể là rất là may mắn đối với vài người. Thưa quý vị, như Kim Hòa nói là 4 tỷ đô la thì có thể là cả đời của chúng ta cũng không có kiếm nổi, phải không? Dĩ nhiên chúng ta, tức là những người bình thường đang nói chuyện với quý vị đây, chứ không phải chúng ta là ông Bill Gates, chúng ta không phải là ông Donald Trump, chúng ta không phải là những cái tỷ phú khác. Và thưa quý vị, nhưng mà nó cũng có một cái ngoại lệ, như một vài cái ngoại lệ. Thí dụ như là trong cái phần mà kẻ thắng người thua trong cái tuần này, chúng ta sẽ nói một cái nhóm giáo viên ở Queensland, tôi nhớ không lầm, thì trong cái kỳ sổ số Powerball cuối năm, phải không? Dạ. Tức là với cái giải thưởng đầu tiên lại giải độc đắc là 55 triệu đô la. Đây là giải thưởng lớn thứ nhì của tiểu bang Queensland và là lớn thứ tư của trên toàn nước Úc. Vâng. Thì thưa quý vị, 55 đó thì có hai người trúng lận chứ không phải một đâu cô. Và nhưng mà một trong hai người trúng là một cái nhóm năm giáo viên. Giáo viên chúng ta đều biết lương công chức 3 cọc 3 đồng. Thí chắc cũng mà phải hỏi lại cái vấn đề này, giáo viên ở Úc khác với giáo viên ở Việt ông, Nam. Họ có thể lãnh một cái số lương tương đối là thoải mái, đủ chi dụng và có thể lai rai đi du lịch ngoại quốc nữa. Nhưng mà với một cái số tiền trúng giải gần 26 triệu đô la đó thì mỗi người được cũng khá khá đó cô. Ở một người theo chú Hoàng nhớ không lầm là được khoảng 2.630.000 đồng, có nghĩa là phải hơn 5 người trong cái nhóm giáo viên này. Và cái tuổi thì nó cũng rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 25 cho tới gần 60. Đối với 25 tuổi thì chắc chắn là cái số tiền này nằm mơ cũng không có được, và họ sẽ thực hiện rất là nhiều những cái mơ ước. Theo những cái con số thống kê và những cái trường hợp được đưa dẫn thưa cô, người trúng số chưa chắc phải là người may mắn, ít nhất là về mặt tiền bạc. Tôi không nói là về mặt hạnh phúc gia đình, không nói về cái mặt mà thoải mái trong đời sống, v.v.
Đây là một cái chuyện mà tuy nó ngoài lề một chút xíu, nhưng mà người ta cảm thấy rằng là hầu như hơn một nửa những người trúng số là đều kết cuộc thì nó cũng không có hạnh phúc gì lắm. Có nghĩa là tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Nói nôm na nó là như vậy. Nếu mà chúng ta không có cái kế hoạch để mà đầu tư hoặc sử dụng cái nguồn tiền đó cho nó thích hợp. Vâng. Và đó là những người thắng cuộc chứ không phải là một người thắng cuộc. Và không biết là thua cuộc là một người hay là nhiều người, thưa nhà báo? Cũng là nhiều người thưa cô, tại vì nếu mà thắng cùng hưởng thì họa cũng cùng chịu chứ. Dĩ nhiên có những cái cá nhân hoặc là những cái trường hợp nào đó là những người thắng hoặc là thua cuộc một cách đơn lẻ. Nhưng mà thưa quý vị, tuần này thì nó có đến khoảng 5 người bị thua cuộc. 5 người đó thật ra là trong một nhóm. Và nhóm này là cái nhóm nhập cảng ma túy bất hợp pháp vào nước Úc. Cái nguồn của cái khối lượng ma túy này được biết là trên 300 kg bạch phiến đã bị bắt tại cảng Sydney. Yeah. Và nó được giấu ở trong một cái container chở qua nước Úc. Và nó cũng có cái hình dáng giống như là cái món hàng mà họ chở qua, thưa quý vị, đó là xà bông và bột giặt, đúng không? Bột giặt, dạ, bởi vì nó cũng là màu trắng và cái là chất bột. Một cái tin không có vui là bởi vì cái lô hàng đó nó xuất phát từ Việt Nam. Và trong đó hình như là có một người gốc Việt cũng bị dính dáng vào. Dạ. Thông tin thì chúng ta không có được những thông tin chính xác bởi vì Federal Police thì mới có cho những cái thông tin rất là general. Cho tới cái đợt ra tòa lần tới vào tháng 2 thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những thông tin. Tuy nhiên họ đã xác nhận trong số 5 nghi phạm để bắt giữ lần này thì có 4 người là người Úc và 1 người là người quốc tịch Việt Nam. Liên quan đến vấn đề nhập cảng ma túy bất hợp pháp đến Úc, thưa quý vị, Việt Nam là một trong những cái nước mà ở trong cái danh sách đỏ. Phần lớn là nó đến từ Nam Mỹ hoặc là Colombia vân vân, hoặc như một số khác là đến từ các nước Á Châu, trong đó có Việt Nam, có Miến Điện, có Trung Quốc và ngay cả một số khác nước khác ở vùng Nam Á nữa. Nhưng mà nếu mà nói về buôn lẻ đó thì Việt Nam đứng đầu. Tức là những cái người chỉ vận chuyển thôi chứ không phải là những cái tay gọc, những người ở trong các cái tổ chức lớn. Nhưng mà họ thường thường là... Có nghĩa là những người... cái nhóm này sẽ bị bắt bởi những cái nhân viên hải quan ở cửa khẩu. Thường thường thì cảnh sát liên bang không có bao giờ tiết lộ những cái nguồn cung cấp tin cho họ đâu. Bởi vì mà cung cấp cái đó thì nó nguy hiểm cho cái người cung cấp tin và đồng thời nó bịt cái đầu mối lại đi. Thành ra là họ không có bao giờ nói. Nhưng mà những cái trường hợp cá lẻ, những cái cá nhân mang từ vài trăm gram bạch phiến vào nước Úc v.v. Thưa quý vị, đây là một cái con số mà, đây là một cái sự kiện mà có lẽ là cộng đồng chúng ta cũng nên để ý tới. Bởi vì cái số tù nhân gốc Việt, phụ nữ ở trong các cái trại giam nữ rất là cao. Có thể nói là cao nhất trong tính theo tỷ lệ dân số ở trong cái cộng đồng của và mình. Và đặc biệt là tại tại trại giam Silverwater ở Sydney. Yeah. Và do đó thì nó đặt ra là nhiều cái vấn đề là nguyên nhân từ đâu, xã hội hay gia đình hay là những cái vấn đề tài chính vân 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 vân. Dù thế nào đi chăng nữa, buôn bán ma túy bất hợp pháp vào Úc cũng là một cái tội hình. Và do đó thì cái nguy cơ bị phát hiện rất là cao và cái hậu quả, tức là những cái hình phạt cũng rất là nặng nề. Ngay trước khi mà cái chuyến hàng này bị bắt đó, thì cảnh sát Sydney cũng đã bắt giữ một cái đợt hàng rất là lớn xuất phát từ Fish Market ở Sydney, liên hệ tới những cái con tàu mà ở ngoài khơi bờ biển, nhưng mà từ Colombia. Dạ vâng. Và cái đó là có 10 người, nhưng mà cái đường dây đó là rất là nhiều người từ Trung Quốc. Và những cái bản án, có thể nói là những cái bản án cao nhất đó là tại nước Úc là tù chung thân sẽ dành cho cái nhóm 10 người đó. Dạ. Nhìn chung thì trong những ngày đầu năm 2017, cái cảnh sát làm việc rất là vất vả. Tuy nhiên những cái nguồn này để mà bắt được thì chắc chắn là họ đã theo dõi từ một thời gian rất lâu trước đó rồi, chứ không phải là một sớm một chiều mà họ đã đạt được cái thành công này. Như nhà báo Lưu Dân vừa mới nói thì thực sự thì cộng đồng của chúng ta đã thành công rất nhiều tại nước Úc, dĩ nhiên. Nhưng ngược lại thì cũng có những cái vấn nạn xã hội mà rất là nhiều người che giấu những cái thông tin này. Và chắc nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng nhắc nhở đến quý vị là nếu như mà cảnh sát đang rất là chú ý đến cộng đồng người Việt của chúng ta vì bất cứ những cái hành vi khả nghi nào, chúng ta cũng có thể sẽ va vào cái vòng lao lý, chứ cũng không có dễ dàng mà thoát như trước đây, phải không ạ? Phải đặc biệt cẩn thận. Và đặc biệt là nhất là những cái giới trẻ. Những cái giới trẻ vẫn luôn luôn là những cái người mà được để mắt nhiều nhất. Và trước khi dứt lời của chương trình ngày hôm nay, không biết là nhà báo Lưu Dân có nhắn gửi gì đến khán giả của Việt Pay TV không? Mà nhìn mặt nhà báo Lưu Dân đang rất là trầm ngâm khi mà nói đến cái vấn đề vấn nạn ma túy này.
Thưa quý vị, cộng đồng của chúng ta được biết đến nhiều chuyện, có những cái mặt tích cực nhưng mà cũng không ít những cái mặt tiêu cực. Những cái mặt tích cực chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là cái tỷ lệ gia nhập quốc tịch Úc. Một khi có đủ điều kiện gia nhập quốc tịch Úc thì 98% đã nộp đơn để mà thi vào quốc tịch và tuyên thệ trở thành công dân Úc. Đây là một cái tỷ số cao nhất trong số các cái cộng đồng gốc di dân hoặc là tị nạn ở Úc. Cái tích cực thứ nhì là cái tỷ lệ sở hữu nhà cửa. Vâng, chúng ta có cái câu là sống cái nhà, thác cái mồ đó, thì an cư thì mới lập nghiệp. Một khi mà chúng tôi để dành được 100 ngàn, 200 ngàn gì đó là cái chuyện đầu tiên mà tôi nghĩ tới là mua cái nhà cho gia đình, vân vân. Thì đây cũng là một cái sự thành công rất là lớn. Ngoài những cái sự thành công ở trong thương trường cũng như là trong ngay giáo dục, thì giới trẻ của chúng ta, đặc biệt là thế hệ thứ nhì của và thứ ba của người tị nạn đó, có một cái tỷ lệ để đi học đại học rất là cao. Và chúng ta chưa có một cái kết quả của cuộc điều tra dân số vừa rồi, nhưng mà rõ ràng là bằng những cái bằng chứng trước mắt chúng ta có thể thấy được điều đó. Nhưng mà ngược lại thì những cái mặt tiêu cực nó cũng khổng lồ, cũng không kém đâu. Cái tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta rất là cao. Tỷ lệ thất nghiệp rất là cao nhưng mà tỷ lệ làm chủ một căn nhà cũng rất là cao. Nó có vẻ hơi là nghịch lý. Nó nghịch lý quá trời chứ không phải có lẽ đâu cô. Nhưng mà dĩ nhiên cái đó không phải là cái chuyện chúng ta để mà soi mói và từng cái chuyện đó là có Centrelink tính, có cảnh sát tính, vân vân, hoặc là có tòa án. Nhưng mà đồng thời cái tỷ lệ tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự cũng khá nhiều, song song với những cái nạn bạo hành trong gia đình, song song với những cái nạn cờ bạc, vân vân. Dạ. Vâng, đó là một cái bức tranh khá là ảm đạm của cộng đồng người Việt tại nước Úc trong những ngày đầu năm 2017, và hy vọng là những cái thống kê tiếp theo sau cái đợt thống kê của năm 2016 vừa rồi thì chúng ta sẽ nhận được những cái thông tin tốt đẹp hơn về cộng đồng của chúng ta. Với những thông tin vừa rồi mà nhà báo Lưu Dân vừa cung cấp, Kim Hoàng xin tạm kết lại chương trình Thời sự nước Úc của Đài truyền hình Việt TV ngày hôm nay. Rất cảm ơn một lần nữa sự tham gia của nhà báo Lưu Dân. Vâng, xin cảm ơn Kim Hoàng và xin kính chào quý vị. Kim Hoàng xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.